Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Còn nhiều điều thú vị, các bạn nhớ follow và sub kênh của mình nhé. Let's go! Hello mọi người. Ngồi từ sáng tới giờ quay được có mấy cảnh à. Hôm nay mình có một cái suy nghĩ là quay cái vlog về travel. Muốn giới thiệu về quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì hiện tại mình rất là yêu nước và mình cũng là người Việt Nam. Nên là mình sẽ làm gì đó để cho tất cả mọi người trên thế giới này, cũng giống như tất cả những người dân trên đất nước Việt Nam, hãy xem đất nước Việt Nam mình nó đẹp như thế nào. Và có rất nhiều góc để nhìn. Mọi người biết mình là chuyên đề về xe, nên mình luôn luôn đi đến các vị trí nào mà trong điều kiện đất nước Việt Nam cho phép mà có thể đưa chiếc xe đến, thì mình sẽ đưa tất cả những chiếc xe nào mình quý nhất, đẹp nhất, để đi đến được những nơi đẹp nhất của Việt Nam. Và cho tất cả mọi người đang xem kênh này sẽ nhìn coi và trầm trồ, coi nó đẹp như thế nào. Và ngồi từ sáng tới giờ quay mới được có một hai cảnh. Và đang đợi, trong lúc chờ đợi vợ mình Mina đang thay đồ và ekip đang set cảnh, thì tận dụng cơ hội quay vlog, không thôi là không biết nói gì luôn. Và hiện tại mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở gần một cái resort, và đang đợi chờ để set cảnh. Và bây giờ cũng đang vừa thay đồ xong, giờ mang đôi giày vào để chuẩn bị quay một cái cảnh mới. Hiện tại là với ekip bay từ Hà Nội bay vào. Đó là một cái khác bình thường mình đang làm với một cái ekip hiện tại ở Sài Gòn. Vì các bạn này có một sự professional hơn, bạn có cái góc nhìn lạ hơn. Lạ như thế nào, đó là người Bắc và người Nam nó sẽ lạ rồi. Và hiện tại đang chọn được cái cung đường của tuyến đường Bà Rịa Vũng Tàu này, thì nó sẽ có được cát, có nước, có những gành đá, và có những cái tuyến đường mà coi như là ở thế giới nước ngoài họ sẽ hay có, là cái tuyến đường nhựa mà trải dài mười mấy 20 cây số. Là cái điều đó là không phải quốc gia nào cũng có. Với cái vẻ đẹp bờ biển của Việt Nam mình là đang được nhà nước mình và các công ty du lịch khai thác, các cái resort khai thác rất là nhiều, nên mình chọn cái tuyến đường này là cái tuyến đường chính để quay trong cái bối cảnh của ngày hôm nay. Và các bối cảnh khác nó sẽ có những sự bất ngờ khác nữa. Và hiện tại mình đang dùng chỉ có hai chiếc xe trong tất cả chiếc xe mình đang có. Mỗi lần quay mình sẽ random một chiếc xe khác nhau, với một cái cảm nghĩ feel nó sẽ khác nhau, để tránh các bạn luôn luôn đoán được mình đang nghĩ gì và đã sẽ làm gì. Nên hôm nay sẽ có hai chiếc xe, đó là một chiếc Rolls Royce Ghost và một chiếc Mercedes G-Class AMG Edition 1. Tại sao mình sẽ chọn điều đó? Vì mỗi xe nó lại có một cái tính năng phải chọn một hoàn toàn khác, để nó như một cái bắp bên lật hoàn toàn. Khi mà mình đi trên con đường cái mình gặp một cái cô gái đó đâu đâu xinh đẹp, mình đang đi cái Mercedes G, đúng không ạ? Mình nghĩ là mình cua được cô gái đó, thí dụ vậy, hoặc là mình đang cần một sự trợ giúp gì đó, nhưng mà ngược lại cái đối phương sẽ là một chiếc Ghost rất sang trọng, là có thể là con gái của một cô nhà giàu, một cái resort nào đó, ví dụ vậy đó. Mình đang tạo một cái cung bậc cảm xúc, và một cái dòng cao và một cái dòng thấp. Mà dòng thấp mà anh chị đi sedan bình thường, nhưng mà mình đưa sedan mà dòng VIP, dòng high class lên luôn, đó là Ghost, thì nó sẽ một cái cung bậc cảm xúc nó hoàn toàn khác. Khi một người chạy SUV mà mong đợi một cái điều gì đó ở một cái đối phương, đó là một cái mà mình đang đưa cảm xúc vào đây. Và với một cái cách mặc đồ hiện tại đây là hip hop, mình đang rất là thích. Vì hiện tại mọi người ai cũng đang thêm chủ đề của rap Việt, đúng không ạ? Cái cảnh này nó hơi kỳ, nhưng mà phải thay đồ tại vì chuẩn bị sắp quay. Ai cũng đang coi cảnh của rap Việt, nên là hiện tại mình cũng đang đầu tư quần áo này kia nọ để cũng hip hop cũng rap như mọi người cho nó vui. Đây một cái đôi giày mình vừa mua. Nếu tất cả mọi người nào đang chơi, đây còn nha, còn nha. Này gọi là đập hộp không? Đập hộp rửa giày. Cái này nhờ con gái của mình mua, Joyce. Bạn và con rể mình, bạn Tâm, rất là biết nhiều về những cái style như thế này, thì mình đang nhờ mua. Đây được gọi là đôi giày này là bò sữa. Nghe nói cũng là
ok lắm trên thị trường. Và hôm nay mang theo để quay cái cảnh quay này. Các bạn thấy như thế nào à? Mình nghĩ là ổn. Vì mua rồi đâu có trả lại được nữa đâu. Là phải ổn. Và hiện tại cũng đang đầu tư khá nhiều đôi giày nữa. Nên là các bạn nào mà có yêu quý giày, có thể comment trên những cái bài post của mình, kênh YouTube, hoặc là những cái hình ảnh mình post trên kênh Facebook, cho những cái comment là anh Minh ơi, anh mua cái áo hiệu này nè, anh mặc cái kiểu này nè, anh chải tóc cái kiểu này, đeo mắt kính, hay là mua đôi giày hiệu nào. Mình rất là thích Nike, nên là các bạn có thể focus vào Nike. Ví dụ như dạng cổ thấp đúng không ạ, cổ cao hay như thế nào đó, có rất là nhiều dòng. Nhưng đặc biệt là cho mình gợi ý những cái dòng limited edition, vì cái đó nó sẽ làm hút mình rất là nhiều. Và có thể đây là những cái mà mình sẽ làm cho cái phong cách của mình nó hoàn toàn khác. Thì nó chưa biết nó sẽ ra như thế nào, nhưng mà nó khác lắm các bạn. Cái này hình như vô đây không hợp, mắt kính thì vô đây không hợp, mình kiếm cái mắt kính khác để đi kiếm. Cuộc đời của mình là chỉ có khi là không biết chạy xe thì đại đa số sẽ giao cho tài xế. Chứ còn từ ngày có đủ tuổi cho đến giờ này thì cái khả năng mà giao xe cho tài xế là rất là ít. Vì mình mắc nợ chiếc xe. Và với kinh nghiệm chạy xe và với cái sự nguy hiểm và giao mạng sống mình cũng kể cả gia đình của mình cho một người tài xế là zero, không bao giờ đối với mình. Từ hồi xưa nhiều khi mệt quá ngủ thì cho bạn chạy một chặng đường, nhưng mà sẽ giới hạn cái km cho bạn chạy. Ví dụ như chạy giùm anh 80, 90, mà chạy trong nép này nè, vô cua đừng có giành ai hết, mình không có gì mà mình phải vội. Đó là cái mà cũng có thể đó là nghiệp của những người tài xế, những người đam mê về xe, là phải lúc nào cũng dính với lại cái vô lăng. Nếu không thì làm sao gọi là đam mê, đúng không? Chỉ có những người tài xế không phân biệt là chiếc xe đó hiệu gì, làm như thế nào, thì lúc đó mới là cái mà trải nghiệm nhiều nhất. Xe máy cày cũng ok nè, xe tăng cũng ok nè, xe lưu cũng ok nè. Vậy thì Mac G hay là Ghost đều giống như nhau. Rồi, đó, xuất hiện nhân vật nữ chính xuất hiện. Nên là chúng ta sẽ tạm dừng cái vlog tại đây chút xíu về nói, và chúng ta sẽ quay tiếp. Trời sắp mưa rồi các bạn. Hello mọi người. Quay từ nãy giờ còn rất là nhiều cảnh mà đang chờ sập tối. Nhân diện này mình ngồi mình nói chuyện thêm, mọi người chia sẻ thêm một chút xíu. Mình đang có rất là muốn chinh phục rất là nhiều cái vùng đất về travel. Đây có thể là một cái điểm phát súng đầu tiên cho cái chuyến đi về travel cho những cái tập kế tiếp. Và đây là có cái bạn chó, bạn rất là dễ thương, bạn cuốn cho nó dễ thương hơn. Bạn rất là hợp tác. Và cũng rất là nhờ chủ của hai bạn chó này đã giúp cho bên mình để có được cái chương trình của ngày hôm nay rất là gấp. Bạn rất là dễ thương, bạn là tên Na. Bạn Sa, OC. Mình đang suy nghĩ rất là nhiều, sau cái điểm dừng ở đây thì cái điểm dừng kế tiếp nó sẽ là ở đâu. Một là sẽ cạnh bên, ok, có thể đây là Bà Rịa, cái bên là Vũng Tàu. Hai là mình cách một con biển thì nó sẽ như thế nào. Đang vẫn suy nghĩ coi nó sẽ là như thế nào, và các bạn sẽ xem coi kết quả của nó sẽ là như thế nào cho những cái vùng đất mà mình sẽ khám phá. Và các bạn cũng cố gắng comment thêm những cái vị trí nào mà xe nhớ xe phải đến được là đầu tiên đó. Sau đó là bắt đầu có những chiếc thuyền, những chiếc kayak hay là những chiếc du thuyền, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là mình nếu được có những cái chiếc trực thăng nữa thì nó sẽ tuyệt vời. Tức nghĩa là mình có gì à? Trên trời, dưới đất, trên biển, đúng không à? Đó là những cái cảnh
và để cho những cái kênh của mình nó có thể đa sắc hơn, phong phú hơn, thì những chú uốn như thế này hoặc những con vật khác như ngựa, bò, heo nó có thể tham gia vào, đó là những nhân vật có thể là nhân vật chính của câu chuyện. Nên các bạn cũng cho mình biết được là ở đâu có thể thuê được những con đó, những con vật nào nó hợp tác với chủ, để tránh thời gian mình quay tốn kém mà nó lại không có hiệu quả, mà nó phải đưa vào hình ảnh nó sẽ đẹp. Đừng kêu heo nái nha, heo nọc nha, nó gồm. Chào bé Sa, chào bé Su, và cảm ơn hai bạn đã rất là giúp đỡ cho mình trong cái chương trình của ngày hôm nay. Hai bé rất là dễ thương, rất là ngoan, và hy vọng hai bé này sẽ là hai bé dog hot nhất. Người ta gọi hot dog của mình là dog hot. Cảm ơn các bạn. Bye con. Bye nè, quay cái đít qua, quay cái đầu qua mới bye nè, bye nè. Bye khán giả nữa nè. Bye khán giả nha. Đây nè, đâu rồi con ngồi xuống nè. Đâu rồi, bye nè. Bye. Đây có con nha. Con kìa, con bye thì con bye khán giả. Nhìn khán giả kìa. Nhìn khán giả kìa. Nó không nghe lời. Bye. Sau khi cảnh quay cuối cùng của đêm nay, thật sự đây là một cái sự rất là hoảng hốt vì phải rất là cố gắng chườm xe đây để lấy cảnh biển. Mọi người lát sẽ thấy cái cảnh mà mình lui xe ra để vào được cái chỗ này, nãy giờ xoáy khoảng chừng 30 phút mới vô được tới đây, mà bây giờ không biết có ra được hay không. Mặc dù xe SUV 2 cầu nhưng mà nó báo đỏ rất là nhiều và mọi thứ nó không được như mình mong muốn. Bây giờ cái shot cuối là cái shot đi ra. Vô thì ok rồi, bây giờ ra nè, mọi người xem nha. Hello, dog.